Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay giao lưu với cô chú anh chị mình thanh lý một lô sâm núi nha, sâm trái nha, thanh lý luôn nha cô chú anh chị. Còn mấy cây hả? Giao lưu với cô chú anh chị mình giá rẻ luôn. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha, từ 400 tới 600 thôi. Rồi, cây này có mã số là M1. Mã số M nha cô chú anh chị, M1 nha. Đó, bonsai rất là đẹp luôn, đâm chồi mạnh lắm nha. Đó, xăm trái nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành ở đây là 14. Hoành thân 14. Chiều cao 22. Cao 22. Kính bầu 20. Kính bầu là 20. Mã số là M1, anh xin giao lưu là 600.000. M1, cây này 600.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo M2. Đó, một cây trực lắc nha cô chú anh chị. Đó, cây trực nha, cây tầng đa luôn. Rồi, thông số luôn. Hoành là 13. 13 hoành. Chiều cao 21. Cao 21. Kính bầu 19. Kính bầu 19 nha. Mã số M2 xin giao lưu là 500 ngàn. M2 nha cô chú anh chị. Cây này 500 ngàn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo M3. Cây này mình chơi vắng bay được nha cô chú anh chị. Đó, nó cũng đâm chồi trở lại hết trơn rồi. Sâm núi, sâm trái nha. Rồi thông số luôn. Hoành 13. 13 hoành. Chiều cao 29. Cao 29. Kính bầu 17. Kính bầu là 17. Cái mã số là M3, em xin giao lưu là 550.000. M3 550 của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo M4. Đó, cây này nó đâm chồi quá trời luôn ha. Đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Hoành em nói đây là 16. 16 hoành nha cô chú anh chị. Chiều cao 31. Cao 31. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Cái mã số M4, em xin giao lưu là 600 ngàn. M4 cây này 600 ngàn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo, M5. Mấy cây này rất là mạnh ha, đâm chồi gì mạnh lắm. Rồi, thông số luôn. Hoành ở đây là 12. 12 hoành. Chiều cao là 25. Cao 25. Kính bầu 17. Kính bầu là 17. Mã số là M5, em xin giao lưu là 500 ngàn. M5 nha cô chú anh chị, cây này 500 ngàn cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo. Mã số M6. Tàn dày nha, chi cành dày lắm cô chú anh chị. Nó ra nó muốn đều luôn rồi. Rồi thông số luôn. Hoành đo sát dưới đây là 14. Hoành 14. Chiều cao 28. Cao 28. Kính bầu 17. Kính bầu là 17 nha. M6 là 600 ngàn. M6 nha cô chú anh chị. Cây này 600 ngàn, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo, mã số M7. Vắng bay nha, chi cành đều nha cô chú anh chị. Đế đẹp luôn nha. À. Rồi, thông số luôn. Hoành đó đây là 13. 13 hoành. Dài 32. Dài 32. Kính bầu 19. Kính bầu 19. M7 nha, cây này 550 của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo M8. Đâm chồi rất là mạnh nha của chú anh chị, rễ cám rất là nhiều. Rồi, thông số luôn. Hoành ở đây là 12. 12 hoành. Chiều dài 22. Dài 22 á. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Mã số M8 em xin giao lưu là 450.000. M8 nha cô chú anh chị, 450, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mã số là M9. Ở cây cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Tàn thiên nhiên nha, cây tàn thiên nhiên nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Đó đây là 12. 12 hoành. Dài 28. Dài 28. Kính bầu 15. Kính bầu 15.
Số là M9, em xin giao lưu là 600.000. M9 nha, 600.000, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. M10 ha, một cây dáng bay quá đẹp luôn cô chú anh chị. Có đế luôn ha. Rồi thông số luôn. Quành đây là 13. 13 quành. Dài 26. Dài 26. Bầu 16. Kính bầu là 16 ha. M10 là 450.000. Mã số M10 nha cô chú anh chị, cây này 450, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo M11. Đó, cây chi cành quá trời luôn. Rồi thông số luôn. Quành đây là 12. Quành 12. Chiều cao 29. Cao 29. Kính bầu 18. Kính bầu là 18. M11 em xin giao lưu là 450.000. Cây M11 này 450 ha, bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo M12. Cây này mình chơi văn nhân được đó cô chú anh chị. À, chi cành quá trời luôn. Rồi thông số luôn. Quành đây là 12. 12 quành. Chiều dài đây là 28. Dài 28. Chiều cao cũng 28. Cao 28 luôn ha. Kính bầu 16. Kính bầu là 16. Cái mã số là M12 là 450.000. M12 nha cô chú anh chị, 450, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo M13. Cây này đế dữ nha cô chú anh chị. Đó, vàng đế kìa. Đâm chồi rất là mạnh. Rồi thông số luôn. Quành đế, đâu quành đế chú ha, là 25. Đế 25 quành. Quành thân 12. Thân 12. Chiều cao 35. Cao 35. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Mã số M13 là 600.000. M13 nghe cô chú anh chị, 600.000 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo M14. Đó, một cây lùng lực đế quá trời, dàn đế luôn cô chú anh chị. Đó, đế lực lắm nha. Rồi thông số luôn. Quành đế 29. 29 quành đế. Quành thân 12. Thân 12. Chiều dài 24. Dài 24. Kính bầu 16. Kính bầu 16 nha. Cây này mã số là M14 là 500.000. Cây M14 này 500.000 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. M15. À, cây này cái đường thân nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Quành ở đây là 15. 15 quành. Chiều dài nó 27. Dài 27. Kính bầu 18. Kính bầu 18 ha. Mã số M15 là 500.000. M15, cây này 500.000 thôi cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo M16, một cây song thụ của chú anh chị ơi. À, dán bay luôn nha. Đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Quành đây 15. 15 quành. Chiều dài 36. Dài 36. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Mã số M16 là 500.000. M16 ha, 500.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo M17. Rồi, thông số luôn. Sâm trái nha cô chú anh chị, sâm núi sâm trái ha. Quành đây 13. 13 quành. Chiều dài 24. Dài 24. Kính bầu 16. Kính bầu 16. Mã số M17 là 450.000. M17 ha, 450.000, bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo M18. Đó, cây này lùng lực nha. Rồi, thông số luôn. Quành 14. 14 quành. Chiều dài 16. Dài 16. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Cái này mã số là M18 là 400.000. M18 400.000 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Tiếp theo M19.
Đó, một cây gián bay nha. Rồi thông số luôn. Quạnh này là 12. 12 quạnh. Dài 19. Dài 19. Kính bầu 18. Kính bầu 18 ha. Mã số là M19 là 400.000. M19 nha cô chú anh chị. Cây này 400.000 nha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo M20. Đó, một cây gián bay. Chi cành đều luôn nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Quành cũ 15. 15 quành. Dài 27. Dài 27. Kính bầu 18 nha. Mã số M20 là 550.000. M20 nha cô chú anh chị. Cây này 550 luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo M21. À, sam núi sam trái nha cô chú anh chị. Cây nó cũng đâm chồi trở lại hết trơn rồi. Rồi thông số luôn. Quành 13. 13 quành. Dài 26. Dài 26. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Mã số M21 là 400.000. M21 nha. Cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. 400.000 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi chào cái luôn em ơi. Cảm ơn.